Xin chào các bạn, người cá Tion đang nghiên cứu quá trình phát triển của ốc bu và biết được vài điều rất bổ ích rằng ốc bu đực luôn nhỏ hơn ốc bu cái. Ốc bu ăn rau muống và rất sung sức, có thể sinh sản ra rất nhiều con cái và nhanh. Bên cạnh đó, sức phá hoại thực vật của ốc bu rất khủng khiếp. Loài vật duy nhất có thể trị được ốc bu là rùa và ba ba. Nếu chúng ta không bắt ăn thịt rùa và ba ba thì sẽ không cần dùng đến thuốc trừ sâu, hại mùa màng cây lúa và môi trường. Ốc bu sẽ bị tiêu diệt tận gốc vì rùa rất thích tìm ăn trứng ốc bu. Và một điều thú vị hơn nữa là Tion phát hiện ốc bu cũng có cưu giống như chúng ta.